For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị đến với những thông tin thời sự mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Việt Nam là nơi trú ẩn an toàn khi kinh tế thế giới nhiều rủi ro. Trước 600 lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam, Thủ tướng khẳng định Việt Nam là nơi trú ẩn an toàn trước cơn bão trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều rủi ro như hiện nay. Trưa 16 tháng 12 tại Tokyo, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản. Tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Ken Saito đánh giá cao tốc độ tăng trưởng cao với chính sách phù hợp, thị trường lớn và nguồn nhân lực ưu tú của Việt Nam. Ông Ken Saito cho biết, vừa qua Nhật Bản đã tái khẳng định tiếp tục đồng hành hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa với mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045. Chủ tịch ZEPRO Ishiguro Norihiko báo tin vui, trong 6 năm liên tục, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 2 trong các địa điểm mà doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn đầu tư, trang sử mới trong quan hệ hợp tác hữu nghị Việt-Nhật. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, gần 500 hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức tại cả Việt Nam và Nhật Bản, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác và làm sâu sắc tình cảm hữu nghị, sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Đặc biệt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa kết thúc thành công chuyến thăm chính thức Nhật Bản cùng Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới. Sự kiện này mở ra một trang sử mới trong quan hệ hợp tác hữu nghị Việt-Nhật phát triển mạnh mẽ hiệu quả trên mọi lĩnh vực và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới. Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ 2 về hợp tác lao động, đứng thứ 3 về hợp tác đầu tư và du lịch, đứng thứ 4 về hợp tác thương mại. Hai nền kinh tế có tính bổ trợ, bổ sung cho nhau cùng phát triển. Đặc biệt có trên 500.000 người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản và 22.000 người Nhật Bản làm việc, sinh sống, học tập tại Việt Nam. Chia sẻ về các yếu tố nền tảng thúc đẩy phát triển của Việt Nam, Thủ tướng cho biết hiện nay Việt Nam đang tiếp tục thúc đẩy phát triển dựa trên 3 trụ cột là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng với đó là 3 đột phá chiến lược là hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại gồm cả hạ tầng xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa. Việt Nam đang nỗ lực xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, xác định lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, là nguồn lực phát triển, không hy sinh tiến bộ và công bằng, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Việt Nam đặt mục tiêu phát triển chiến lược đến năm 2030, trở thành quốc gia đang phát triển, có thu nhập trung bình cao. Và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, trong đó lấy nội lực là cơ bản, chiến lược quyết định lâu dài, ngoại lực là quan trọng, đột phá. Người đứng đầu chính phủ thông tin thêm, năm 2023, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tình hình kinh tế xã hội tiếp tục có nhiều điểm sáng trên các lĩnh vực với kết quả tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Có thể nói, Việt Nam là nơi trú ẩn an toàn trước cơn bão trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều rủi ro như hiện nay. Thủ tướng nhấn mạnh, đề nghị Nhật hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thời gian tới, Thủ tướng cho biết Việt Nam tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng phát triển nhanh, bền vững, tập trung phát triển những lĩnh vực mới nổi, xu thế của thế giới như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ. Vì vậy, Việt Nam cần phía Nhật Bản, trong đó có các doanh nghiệp, tiếp tục hợp tác hỗ trợ trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hỗ trợ về tài chính với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ về chuyển giao công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, góp ý xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách. Thủ tướng cũng đề nghị Nhật hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và Việt Nam sẽ cung ứng nguồn nhân lực cho các đối tác. Cùng với đó, đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương, thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa. Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục đến đầu tư và thành công tại Việt Nam, thu được kết quả ngày càng cao hơn. Thành công của nhà đầu tư cũng là thành công của Việt Nam. Những thông tin này đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.